chiếc cano khổng lồ nha anh em. Thế là hôm nay mình sẽ đóng một chiếc này và sẽ đi chơi chiếc này tại sông nước cho anh em coi. Đây. Trong chiếc này thì wow, một chiếc cano rất là khủng ha, quá khủng luôn. Đây là chiếc UDI 005 phiên bản cao cấp nha. Dòng tốc độ không chổi thang, tốc độ từ 55-60 km/h. Đây là một trong những chiếc cano thuộc cùng phân khúc với chiếc ST011 và chiếc SR65. Nhưng mà tuy nhiên đây là một trong cái mẫu cano điều khiển từ xa có thể gọi là cao cấp hơn hẳn hai cái mẫu kia. Đó có nghĩa là nó cao cấp về thiết kế bên ngoài này, về từng cái nước sơn, về từng cái chất liệu, về cái nhựa này, thậm chí về cái nhựa này, về cái bộ bánh lái hay là về phía trong thì gần như là hơn hẳn các đối thủ kia. Đó rồi, bây giờ mình sẽ test con này cho anh em coi nha. Con này thì là con test của mình, con phụ của mình. Nên là bên trong thì có sách hướng dẫn đồ đầy đủ hết. Quan trọng nhất là cái cục tay cầm thôi. Đấy, tay cầm của nó là xoay tay này nha. Tay này thì anh em nào mua về chơi mà cảm thấy không thích thì vẫn có thể đổ được. Tuy nhiên tay cầm này thì cái công suất và kết nối, cái mã lực của nó cao, khá là cao, rất là mạnh nha. Nên là cũng không cần phải kết nối, tại khoảng cách của nó có thể đi xa được khoảng tầm hơn 200m. Đó. Trên này là nút điều chỉnh bánh lái. Nè, bánh lái nè, trên này điều chỉnh tốc độ. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rẽ trái, rẽ phải, đi tới, đi lùi. Quá ha, không quá nè, quá bóng luôn. Bên trong có hai lớp gì? Lắp pin mà. Pin con này là dung lượng 2500 nha anh em, 2500 mAh. Và xài pin 3S. Con này là chạy bằng nước rất là xa luôn, rất là xa. Đấy, mình lắp pin vào khu vực bên này nha. Bên trong á thì sẽ có hai phiên bản. Phiên bản cũ như mình á sẽ là phiên bản ở đây không có một cái trục nằm ở đây, và cái đầu mà gọi là nước ra nó sẽ không nằm ở khu vực trên này mà nó sẽ nằm ở dưới luôn. Đó, nó sẽ nằm ở dưới này và nước nó sẽ ra khu vực bên này. Đó, nhưng mà với phiên bản mới thì nó sẽ hay hơn là nó sẽ có cái trục phía trên này, rất là đẹp nha, nhìn vào con cano rất là đẹp luôn. Và phía sau này vòi nước nó sẽ ra bằng khu vực này luôn. Đó, anh em thấy không, con dòng cano mà thậm chí là ở phía trong á, phía trong mà vẫn được sơn rất là kỹ này. Đó, sơn màu rất là kỹ, nằm ở phía trong luôn. Đấy, nước sơn ở ngoài thì quá là đẹp. Rồi, EC nằm đây. Cái này là cái rời, con này dùng rời nhé. Đấy, sau này anh em có thể dễ dàng đổ chế, như đổ chế lên TS rời nè, anh em có thể đổ chế lên động cơ này nọ kia thì con này rất là dễ, dòng dễ đổ chế. Rồi sẽ lắp vô, rồi test cho anh em coi. Pin cano vào thì mình nhớ ghim dây cano vào nha, rồi mình sẽ test xem thật là cano trước khi mình đi không biết được test nha. Rồi đây là nút điều khiển lái để phải này, chỉnh bánh lái. Nếu mà bánh lái nó bị nghiêng trái thì nghiêng phải thì mình có thể có như này để mình cũng thấy không? Đó không? Sau khi mình nó thẳng rồi bắt đầu mình sẽ chỉnh tốc độ, tăng hết cỡ lên. Rồi ok ha. Quá mạnh nha anh em. Rồi bây giờ mình lắp vô ha. Rồi quan sát cái bàn cách lắp cho anh em coi nè. Mình sẽ gài cái này vào ngay chỗ cái móc dưới nha, ngay chỗ cái lỗ dưới này. Đó, cho nó sát vô. Rồi, mình sẽ lấy cái tay mình lắc cho nó cứng trước khi mà mình vặn cái ốc lại. Rồi bây giờ mình sẽ vặn bốn ốc từ dưới lên trên. Vặn này. Đó ha. Nghe kêu cái cực như vậy là được. Đó ha. Rồi. Lắp cái nắp này vô. Anh em lưu ý chơi con này là cái nắp này mình phải lắp kỹ cái nắp này nha. Nếu mà anh em nào cẩn thận á
thì mình có thể lấy một sợi dây thun hoặc là sợi dây chỉ mình buộc, mình nối từ cái này qua cái này đó, nối như vậy thôi. Tránh trường hợp là khi mà mình đi chơi sóng nó lớn mà nó đánh văng ốc này ra là cái nắp này nó bị rơi ra, mất tiêu. Cái nắp này là mua 200 nha anh em đó, riêng cái nắp này thôi là 200 đó, bảo cho anh em biết trước nha. Rồi bây giờ mình test thử coi, come on. Rồi đi được rồi. Cái cà đô nha, hôm nay là tìm được cái hồ này, cái kênh này khá là đẹp nên là mượn tạm kênh này test cho anh em coi đó. Kênh này là nằm ở trong cái vùng xoài nha anh em, rất là đẹp đó, nằm ở tại Cù Lao Viên đó, anh em thấy đẹp không đó, xung quanh là hồ, còn có sông lớn nữa kìa, nhưng mà hiện tại là sông lớn nó nhiều bèo quá không có đường đi xuống, với lại là sáng nên là lười lội xuống lắm đó nha, nên là test con này nha. À, bây giờ để cho anh em coi. Có vẻ là sông này cái kênh này nó nhỏ quá. Rồi đôi ra à, đôi ra đi à. Ừ. Nè đang lật đúng không? Đó ha. Cái kênh này nhỏ, có cái nó rẻ từ đầu đến đầu tiêu tiêu rồi. Ai bảo xuống đây. Cái kênh này nó nhỏ thiệt các anh em. Đó. Kênh này nó một cái là nó quẹo từ đầu này đến đầu kia rồi ha. Tại vì con này cái công suất, cái mã lực của con này nó quá ghê, nó chạy rất là khủng đó ha, nhìn thấy không, bắt vô rồi lấy tay gỡ ra nha. Rồi ok, phất xuống này. Bây giờ mình test chạy từ đây mình tiếp cái kênh này, xong chạy từ tiếp kênh này chạy về ha. Rồi ok, đây được cho nó quẹo rồi, để cho có điểm bắt đầu luôn ha. Anh em thấy cano đẹp không? Đó ha. Đang cho lùi ha. Khoảng cách xa này là cũng được 100m đấy. Con này chạy rơi vào khoảng tầm 200m nha anh em. Quá dữ đúng không anh em, quá khủng ha. Thì đã anh chị rất là nhanh, rất là đã. Rồi đôi xuống, đôi xuống luôn. Cho anh em coi lùi mình không trúng cái cano rất là đã không. Tại nó khủng quá, chạy quá khủng ha. Rồi đưa lại cái coi, anh em chơi những cái con mà bự bự như này thì mình
đâm bác chui vô trong luôn ha. Rồi đổi xuống đây anh. Cho nó chạy tiếp đến đầu kia luôn, hết cái kênh luôn. Rồi hết cái kênh nữa. Anh em thấy không? Quá đã. Em mắc kẹt rồi. Rồi bây giờ mình đi lượm cano nha anh em. Đi ra giữa hồ. Con này là chủ yếu anh em chơi những cái hồ lớn một chút xíu. Và cái sông nó bự, bự càng đã nha. Chơi sông hoặc biển đều ok hết. Còn mấy cái hồ nhỏ nhỏ này là kiểu như là giải trí, quay video cho anh em coi thôi. Ngoài hình con này đã bự rồi mà tốc độ khủng nữa. Rồi chạy phát văng lên bờ luôn. Đây, sau khi chơi xong thì nhớ anh em vệ sinh cano theo kiểu này nha. Đó, thứ nhất là mình lau ở phía trong cho nó khô nước. Thứ hai là mình hong cái quạt cho nó khô một chút xíu. Khô phía trong là mình bắt đầu cất lại chiếc cano này nha. Rồi ok, chúc anh em chơi vui vẻ nha. Cảm ơn anh em. Cho bên em xin một follow đi anh em.